Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một kiểu chậu. Thực ra thì đây là một cái chậu được cắt bớt phần miệng chậu, mời các bạn cùng xem. Hy vọng video này sẽ mang lại nhiều ý tưởng mới, nhiều điều thật bổ ích cho mọi người. Xin chúc các bạn một ngày tốt lành, luôn thành công trong công việc. Gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Olá para todos vocês, hoje vou apresentar a vocês um tipo de potes. Na verdade, esse é um pote que é cortado da parte pélvica. Te convido a assistir. Espero que este vídeo traga muitas ideias novas. Muitas coisas úteis para todos que lhe desejem um bom dia, tenham sempre sucesso no trabalho, tenham mais sucesso na vida. Xin giới thiệu thêm với các bạn về kỹ thuật hoàn thiện phần thân chậu. Sau khi chúng ta đã làm đầy hết phần thân chậu bằng hồ xi măng tỷ lệ 1 xi măng cộng 2.5 cát, chúng ta sẽ dùng hồ xi măng với tỷ lệ là 1 xi măng cộng 2 cát để quay hoàn thiện lớp ngoài cùng của chậu. Hồ 2 này sẽ giúp thân chậu được làm đầy dễ dàng hơn. Hãy nhớ là hồ chúng ta thêm nước sao cho múc chế được nhưng không quá lỏng, sau cùng chúng ta sẽ dùng xi măng cộng nước để tạo nên hồ dầu. Quậy cho lỏng đều rồi chế xung quanh chậu để làm bóng bề mặt chậu. Xin kính chúc các bạn thành công, các bạn có thắc mắc gì xin để lại lời nhắn, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, xin kính chào tạm biệt các bạn. Por favor, apresente mais sobre técnicas para melhorar o corpo do pote. Depois de preenchermos todo o corpo da panela com uma relação de cimento de 1 cimento mais 2,5 de areia. Usaremos um tanque de cimento com uma relação de 1 cimento mais 2 de areia para completar a camada externa da panela. Este tanque tornará o corpo da panela mais fácil de encher. Lembre-se que o nosso lago adiciona água para que possa ser cozido, mas não muito solto. Finalmente, usaremos cimento mais água para criar um tanque de óleo. Mexendo para fazer o líquido uniformemente e então ao redor da bacia para polir a superfície da bacia, desejo-lhe todo um sucesso. Se você tiver alguma dúvida, por favor deixe uma mensagem. Vou tentar responder por você. Vejo vocês nos próximos vídeos. Saudações a todos vocês.